Mấy tí này đó, nó à, nguyên đàn. Cưng của tôi đó, tôi ăn nói gì cho rồi. Nè. Tên quảng bá bệnh viện mình nó nhiều thuốc chứ. Đúng không? Vậy là tôi nuôi có hiệu quả rồi đó. Ngon con này bị lát đít nè, nuôi cái gì không biết chăm sóc gì chứ. Ơi nó no được rồi, con chuyện nó đã bị ghẻ rồi kệ nó đi. Chỗ ôi trời ơi cắn nhau trời ơi.